chơi chơi của giáo sĩ Châu Bình. Có rất nhiều trò chơi ở đây. Đây là ngành kiểu gì? Xếp hàng vì trời đang mưa. Sư tổ chức chơi ẩm thực và các trò chơi dân gian. Bây giờ họ đang là cô sổ số 别不罢了chơi bắt cá trúng thưởng.
chơi đi cây. Em cũng đăng ký chơi hả? Bà xã đang đi tìm nơi đăng ký để đi. Chuẩn bị đăng ký chơi nè. Rớt của ba. Rồi, con quay không được đâu. Chơi đông vui quá, quay không có được. Tìm chỗ chơi rồi.